Xin chào bạn, hôm nay đại lý Ariston cung cấp chúng tôi xin giới thiệu bạn cái máy Ariston nước nóng là trực tiếp. Cái con máy là có cái mã hiệu là SM45BE-VN. Cái mã máy là 3195072. Cái máy này thì có công suất là 4500W các bạn. Máy này thì được sản xuất ở nhà máy Từ Sơn Bắc Ninh. Thương hiệu của Ariston là thương hiệu của Ý. Tôi sẽ tiến hành là đập mở sản phẩm này ra để chúng ta xem cái sản phẩm này có bao gồm những phụ kiện gì, như quan sát qua cái máy để chúng ta hiểu hơn cái máy này ha. Thì cái máy này là cái máy có cái nút điều chỉnh là bằng cơ nha mày, chứ không phải cảm ứng. Thì để tôi sẽ mở cái sản phẩm này ra. Thì bên trong cái hộp thì nó được đóng gói rất là kỹ càng ha. Đây là cái máy, thân máy chính. Cái này màu chủ đạo của nó là màu trắng các bạn, nhiều màu trắng. Còn cái phần này là cái phần giấy tờ của máy. Cái này là cái thanh chuột sen của cái tay sen. Đây là một số giấy tờ của cái máy này, hướng dẫn sử dụng. Đây mang hướng dẫn này dùng được cho nhiều máy khác nhau. Máy này là máy có bơm các bạn. Phiếu bảo hành thì nằm trong đây hết. Còn đây là những cái bộ phận về tay sen. Sen nhựa trắng nè. Có nhiều chế độ khác nhau. Đây là cái đế của đựng xà phòng hoặc là cái chai xà phòng. Ta lắp vô cái cây. Hai cái đầu của cái cây sen nè. Cái dây sen, cái này là cái trục vào cái đầu này, và cái này bộ phận rất quan trọng là cái van, van đóng mở, chúng ta đóng mở bằng cái van này, và một số đinh vít khác ở đây ha. Đây là những cái bộ phận phụ kiện đây. Ta lưu ý là chúng ta nhận đầy đủ những cái bộ phận đó, ta kiểm tra trong lúc chúng ta nhận hàng ha. Ta qua cái phần máy. Thì cái máy này á, là phía ngoài của nó là nó có cái mặt màu trắng hình chữ nhật như thế này. Còn cái nút điều khiển đây, đây là cái nút điều khiển. Cái này là nó khi nào nó nấu nước nó sẽ có báo đèn báo hiệu ở đây. Còn cái này là cái đèn chống rò rỉ điện nè. Chúng ta có tăng giảm nhiệt độ lên đây. Tùy chúng ta tăng lên. Đây thì nó không có hiển thị cái dung cái nhiệt độ nha mày. Ta tùy chỉnh để cho nó phù hợp với chúng ta tắm thôi. Còn trong bên đây là chúng ta có cái thông tin của máy nè. Thông tin này. Cái sản phẩm này được sản xuất ở tại Việt Nam như vậy. Phía sau của máy. Thì cái máy này chúng ta muốn lắp đặt á, chúng ta phải tháo cái mặt trước ra. Chúng ta lắp cái máy này vô rồi chúng ta mới che cái mặt lại. Rồi chúng ta chú ý cái phần này. Thì đây là cái đưa nước lạnh đầu vào. Còn cái này là lắp ra tay cái van. Cái van hồi nãy tôi có hướng dẫn đây. Cái van này sẽ lắp vô đây. Và chúng ta lắp ra tay sen là chúng ta lắp được. Thì cái máy này á thì nó còn có một cái lựa chọn khác là cho cây sen. Hoặc là nếu mà chúng ta mua cái máy này không, chúng ta vẫn có thể mua những cây sen rời bên chúng tôi để cây sen để lắp vô phần thành cây sen được ha. Chúng ta có thể biến máy nóng trực tiếp thành có cây sen. Cái đó có một cái lựa chọn khác. Thì cái máy này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Ariston Tôn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn bạn.